Người dân gần công viên Tao Đàn kể nhánh cây rơi như bức tường bị sập. Cái cành cây nó rớt xuống một cái có nghĩa là giống như một cái bức tường mà nó sập xuống, nó rất là to. Người đang nằm tại chỗ, họ không có nhúc nhích đồng đấy. Cái nhánh mà rớt xuống tức là cái nhánh đang tươi chứ không phải là nhánh khô. Bây giờ là cô cũng đang run này, tại vì đáng lẽ là thường ngày là cô tập ở đấy mà đáng lẽ là cái cửa này là cái số phận của cô nằm đấy rồi đó. Hôm nay là cô đi chợ cho nên là cô không có có đúng đấy, nhưng mà khi mà cái cây đổ là cô chạy ra. Bây giờ thì cây nó cũng không gió mà hôm nay bầu thời tiết nó cũng không mưa, thì nghe thấy cái dầm một cái thì là cả khu chúng tôi thì là mới có 1-2 nhà dãy này mới có độ 3 nhà dậy thôi. Tôi thì bao giờ cũng dậy sớm nhất. Cơ quan chức năng quận 1 đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 cho biết nhánh cây xanh gây sự cố còn tươi, trước đó không có dấu hiệu sâu bệnh. Đại diện công ty cây xanh TP.HCM cho biết cây có nhánh bị gãy là họ Dầu, thuộc loại 3, cây đã trưởng thành lớn. Tào Đàn là một công viên lâu đời tại trung tâm TP.HCM, có nhiều cây cổ thụ.